Quỳnh Hương xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình Góc nhìn cuộc sống qua nhân số học, một dự án truyền cảm hứng sống tích cực và tốt đẹp cùng với nhà Make We Inspiration Group. Cả nhà mình thân mến, ngày hôm nay Quỳnh Hương muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện mới vừa xảy ra tức thì thôi. Đó là trong cái buổi đại cộng hưởng offline lạy Ngũ Bách Danh tại một ngôi chùa ở tại Bà Rịa, Vũng Tàu gần đây. Thì một trong những thành viên tham gia chuyến đi ấy thì khi thấy Quỳnh Hương ngồi một mình thì em có đến gần và mặt em lúc đó rất là buồn luôn. Em nói chị Quỳnh Hương ơi, chị giúp em. Và Quỳnh Hương mới nói với em là Quỳnh Hương sẽ không có lắng nghe mọi người một cách gọi là vô tư như vậy. Tại vì mọi người hay có thói quen là cứ tới túm mình rồi kể khổ nhưng mà mình không có một cái căn cơ nhất định để mình ngồi mình lắng nghe, mình chia sẻ, mình phân tích và qua đó mình có thể thay đổi. Cho nên Quỳnh Hương mới nói là nếu mà thực sự em có những cái vấn đề gì thì chắc là em nên vào trong một cái lớp về quản trị cuộc sống với nhân số học nhà Mê Quy đi. Ở đó mình học cho mình biết rõ những cái vấn đề mình tại sao đi rồi tới đó rồi mình tính. Cái em mới nói nhưng mà em đã học chị rồi, em đã học cấp độ 1 online rồi. Cái là Quỳnh nói nếu vậy thì tốt rồi, em gặp em ở trên lớp 2 đi. Mình sẽ ngồi lắng nghe cái case study của em, ngồi lắng nghe những câu chuyện của em và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Cái em mới nói chưa, em đã đăng ký rồi đó. Cuối tuần này em sẽ học nè, nhưng mà tại em lu bu lắm, em bận rất là nhiều việc, em phải chăm sóc khách hàng từ sáng tới tối nên em chỉ có thể học online thôi. Thế là Quỳnh Hương nói không được, không được. Nhìn cái gương mặt em như thế này và cái vẻ mà bận rộn rất là nhiều như vậy, nếu mà em học online đó ha thì em sẽ không thể nào tập trung mà nghe những câu chuyện của các bạn và của mình được. Lúc đó em sẽ giống như là lúc nào không phải mình lên sóng đó ha, cái mình sẽ lén lén, cái mình đi chăm sóc khách hàng, mình làm này mình làm kia, thì những cái năng lượng ở đó nó sẽ không về với em được. Chưa kể nữa một cái buổi học offline đó thì tụi mình được nhìn thấy em ở ngoài rồi gắn em vào trong cái hoạt động, rồi có thiền bình minh, thiền hoàng hôn, rồi những cái buổi gọi là sạc năng lượng cùng với nhau, cùng với thiên nhiên nữa. Quỳnh nói nếu mà thực sự năng lượng em đang rất là không ổn và em phải thay đổi cuộc sống của mình thì em phải đi một cái lớp offline. Thì rất là may, đây cũng là một cái khóa cấp độ 2 mà lần đầu tiên xảy ra các bạn, đó là các bạn offline học tại chỗ và các bạn online được giữ chung cùng một cái khóa như vậy. Thế là em đã quyết định là em đã dời từ cái khóa online, từ một con người rất là bận rộn, em dành hẳn mấy ngày trời cùng giữ với tụi Quỳnh một cái khóa cấp độ 2 tại Hồ Lắc. Và khi được ngắm em ở ngoài, được nhìn thấy em sống rồi em suy nghĩ, và khi tới lượt em lên để chia sẻ thì tụi mình nghe thì bắt đầu mới cảm nhận được đầy đủ tất cả những cái gì đang xảy ra với cuộc đời em từ hồi trước tới bây giờ. Và đây có lẽ cũng là điều mà thật sự Quỳnh Hương và team Mayquy rất là thích, khi mà được dự và lắng nghe những cái câu chuyện đời của các bạn đến với các thành viên, đến với cấp độ 2, ai cũng dốc lòng ra để mà chia sẻ thì câu chuyện của bạn ấy hóa ra là một câu chuyện, một bài thi điển hình của một người có con số chủ đạo là con số 6. Mà đằng này hơn như thế nữa, bạn lại có đến hai ngày sinh hoàn toàn khác nhau luôn. Nhưng mà có một cái điểm rất là lạ lùng là cho dù ngày sinh của bạn là thế nào thì con số chủ đạo của bạn vẫn là con số 6. Vậy thì ở đây mình nói với bạn rằng vũ trụ đã cho bạn những cái đề thi khác nhau ở cả hai cái ngày sinh này. Tuy nhiên, cái gọi là cái vấn đề lớn nhất và cái đề thi lớn nhất mà các bạn phải đối mặt khi mà các bạn có hai ngày sinh cùng có một con số chủ đạo là con số 6, đó là bài thi tình thương. Bài thi để vượt những cái nghịch khảo về tình thương. Và qua đó mình có thể gọi là buông bỏ những cái tâm oán giận khi bị người khác đối xử không có tốt với mình. Qua đó mình sẽ gọi là mở rộng cái dung lượng trái tim của mình, nuôi dưỡng cái tình thương của mình, cố gắng tìm cách hiểu những người đã đối xử không tốt với mình. Và qua đó mình chủ động, mình gọi là nâng cao cái tần số rung động cá nhân của mình. Khi mà năng lượng của mình cao lên thì cuộc đời của mình nó sẽ không còn tiêu cực nữa, cái nhìn của mình về cuộc đời nó vẫn tích cực hơn. Và có một cái câu là năng lượng là ngân lượng mà, cho nên là khi mà cuộc đời mình nó tươi tỉnh lên, nó sáng sủa lên thì qua đó những cái điều may mắn suôn sẻ và thậm chí những cơ hội làm ăn thành công cũng sẽ về với mình. Cái người mà có con số chủ đạo là con số 6 á, làm gì làm mà qua đó phải cuối cùng á, phải buông được cái tâm
oán giận ở trong lòng và khởi lên được một cái tình thương yêu thương bao la và rộng lớn hơn ha. Vậy thì chúng ta sẽ thử nhìn vào trong biểu đồ của bạn nữ này. Bạn có ngày sinh chính thức á, ngày sinh đúng á là 14 tháng 10 năm 1980, và ngày sinh trên giấy tờ của bạn thì là ngày 6 tháng 9 năm 1980. Và các bạn sẽ thử nhìn vào trong cái biểu đồ của bạn ha, thì chúng ta sẽ thấy là cho dù bạn có sinh ngày nào đi nữa, cái biểu đồ nào đi nữa, thì cái tên của bạn khi mà gắn vào trong cái biểu đồ nó vẫn rất là dày cái con số 8. Nó chỉ một cái loại bài thi về cái tính độc lập nè, rồi qua đó mình cũng phải làm sao mình mở được cái tầng tâm thức của mình lên, mỗi một ngày mình có thể hiểu biết rộng hơn, tuệ giác của mình phát triển hơn thì mình sẽ có thể đi qua được cái bài thi của mình ha. Rồi vậy thì á, bạn kể như thế này nè cả nhà, bạn nói là bạn sống khá là tốt đẹp ha, bạn làm ăn giỏi, và khi mà bạn đi tới được cái đỉnh đầu tiên ấy là cái con số 6 luôn. Đây nhà mình sẽ thấy là đi tới đỉnh đầu tiên là con số 6, thì có lạ lùng không là cả hai ngày sinh khác nhau thì đều có cái đỉnh cao đầu tiên đều là con số 6 hết. Và bạn nói là thời điểm cái số 6 đó tới thì mọi cái rất là tốt đẹp ha, hanh thông thuận lợi yêu thương. Và khi mà bạn đến đỉnh thứ hai của cái ngày sinh thật con số 5, cái con số này là một cái con số mà gọi là sẽ có những cái biến động gì đó xảy ra nhằm để đánh thức cái người có cái con số này phải biết quay về bên trong soi lại chính mình, coi mình có đang bị thiếu cái gì không, và đẩy mình lên một cái tầm cao mới về nhận thức. Vậy thì khi mà bạn đã đi vào trong cái đỉnh cao số 5 này và bên ngày sinh giấy tờ của bạn là con số 6 nữa, thì quả thật bạn đã bị một đề thi về tình thương để dẫn đến một sự thay đổi nhận thức rất lớn ở ngày sinh chính thức này. Đó chính là bạn đã rất là tin tưởng một người bạn thân của mình, gần như là dành toàn bộ vốn liếng của mình đang có để đưa cho người bạn thân ấy của mình, gọi là nhập máy móc về để đầu tư. Thì không ngờ là người bạn này, các bạn sẽ nhìn vô trong cái đỉnh số 6 ở ngày sinh trên giấy tờ ha, bạn này đã tận dụng cái niềm tin của người bạn mình và đã đi nhập về những cái lô máy móc rất là dở đi, coi như là hoàn toàn không thể nào sử dụng được một cái lô máy toàn là phế phẩm như vậy mà tốn một cái gia tài rất là khổng lồ như vậy, thì gần như là cô bạn này đã trở nên trắng tay. Thì các bạn tưởng tượng là lúc bấy giờ cô đã 39 tuổi rồi, gần như là mình tưởng là mình đã đạt được những thành tựu cao nhất trong cuộc đời mà bây giờ phát hiện ra là mình không còn một cái gì hết. Tiền bạc đã không có rồi, vốn liếng cũng không còn, mà nhà cửa cũng không có, xe cũng không có, tất cả đều phải cầm cố để mà đưa vào trong cái cuộc đầu tư này. Thì bạn cảm thấy trên đời này bây giờ bạn không còn cái gì bạn bám víu nữa. Bạn có 4 đứa con, thì trong những cái lúc nghỉ quẩn bạn tính là đưa 4 đứa con đi để mà 5 mẹ con cùng kết liễu cuộc sống. Thế là mình trong cái lúc mà bạn bắt đầu lên kế hoạch để mà gọi là đưa 5 mẹ con đi để mà kết liễu cuộc đời của mình, thì không hiểu tại sao để gặp được một cái người dì đó, tức là gọi là một dì có nghĩa là một phụ nữ lớn tuổi thôi chứ không phải là một cái người bà con thân thuộc gì trong gia đình hết cả nhà, thì cái người phụ nữ lớn tuổi đó, người dì đó mới kêu cô lại, thấy cái gương mặt của cô có vẻ buồn khổ quá, dì mới gọi giống như là dì hỏi chặn lại là có phải là con đang tính dại dột hay không. Và khi bạn này đã thừa nhận cái ý định đó thì dì mới kéo lại và dì nói chuyện, dì khuyên giải một hồi. Sau cái cuộc khuyên giải đó, bạn đã ngộ ra bản chất của cuộc sống này. Bạn không còn nghĩ đến việc mà phải là thoát ly khỏi cuộc sống này một cách dại dột bằng cách kết liễu cuộc đời nữa. Và dì mới nói là tất cả đều là do nhân quả hết. Vậy thì trong lúc đó dì lại khuyên cô bạn này là hãy đọc Chú Đại Bi đi. Cô này á, thì là người của đạo Công giáo ạ. Nhưng mà cái thời điểm bấy giờ thì có bén duyên với chú Đại Bi như vậy, dù cô vẫn rất là yêu thương cái đạo Công giáo gốc của mình, nhưng mà cô vẫn đọc thêm chú Đại Bi. Thì có một cái điều thật sự rất là vi diệu xảy ra rằng khi mà con người ta không còn cảm thấy tuyệt vọng về cuộc sống này, người ta dốc lòng vô để lội ngược dòng cùng với sự gia hộ từ ơn trên chăng, thì cô đã lội ngược dòng rất nhanh. Và kể từ 2019
cho đến nay là 2024, tức là chỉ 5 năm sau thôi, thì cuộc sống cô gần như được trở lại như xưa. Khi tụi mình gặp lại cô thì nhìn thấy ở cô một cái vẻ của một cái người thành đạt và khá giả. Điều này có nghĩa là cuộc sống khó khăn về vật chất nó cũng đã qua với cô rồi. Tuy nhiên cái vấn đề của cô bây giờ nó lại là khi cô đã thực sự lội được ngược dòng và đã tạo được một cái cơ ngơi và một cái uy tín nhất định, thì bây giờ lại có rất là nhiều người tương tự như cô ngày xưa lại tìm đến cô và giống như cầu cứu cô vậy đó. Thì cô mới nói với tụi mình là bây giờ em phải làm sao? Nếu mà em không giúp họ thì thật sự em cảm thấy rất là áy náy, nhưng mà nếu mà em đưa tay ra em giúp á, thì sao tự nhiên năng lượng của em nó tuột mất tiêu và em cảm thấy thật sự rất là mệt mỏi và em không thể nào làm cái gì nổi nữa. Thì tụi mình hỏi là cụ thể là đưa tay ra giúp là sao, thì cô nói là người ta nhờ em là kiểu người ta làm ăn không được đó, người ta phá sản rồi, người ta nhờ em là dẫn người ta đi mượn cái này, rồi dẫn người ta là đi mua cái miếng đất kia, rồi làm những cái việc công việc làm ăn. Lúc bấy giờ tụi mình mới nói với em rằng là thật sự mà nói, nếu mà chúng ta đang đi theo cái con đường mà dẫn người ta đi làm những cái việc đó thì sợ là lành ít dữ nhiều. Là vì sao? Khi mà người ta đang trong một cái cơn khốn quẫn, có nghĩa là năng lượng người ta đang rất là thấp rồi, cái điểm trũng năng lượng người ta đang tới, hoặc là người ta đang đi qua những cái bài thảo rất là khắc nghiệt để cho người ta phải nhìn ra một cái vấn đề gì đó, mà em đang nhảy vào, em đưa bàn tay trần thế của mình vô để mà mình giúp người ta, thì thật sự đã mình đã không giúp được mà mình với người ta còn nhào xuống bùn luôn. Mình nói với em là sao em không nhớ lại cái ngày xưa khi mà em đi vào trong cái điểm gọi là một cái thời điểm thay đổi năng lượng rất là lớn như vậy, và cái thời điểm mà em cũng dự định là em kết liễu cuộc đời vì quá tuyệt vọng, đã có một con người xuất hiện và người đó đâu có dẫn em đi mua nhà mua cửa, hay là đâu có chỉ em cái cách làm giàu. Người đó chỉ cho em biết rằng cuộc đời này vốn vô thường và con người ta khi đến cuộc đời này chấp nhận hoan hỷ trả những cái gì là của quá khứ và đồng thời biết quay về tu tập. Bởi vì sao? Nhà mình sẽ thấy ha, nhà mình sẽ thấy rằng là một cái trái tim yêu thương, nếu như mà chúng ta chỉ biết yêu thương và yêu thương mà mình không có khởi lên được một cái sự hiểu biết nhất định, thì đương nhiên là mình sẽ không đủ năng lượng để làm gì. Chưa kể nữa thì cả nhà mình sẽ thấy là cái năm sinh của cô này 1980 sẽ cộng lại ra một con số 18. Một con số 18 này nó rất là gần với một con số viên mãn về một hành trình phát triển tâm linh là con số 21 ha. Chứng tỏ là con số 18 này nó cũng đã về rất là gần với một cái chặng đường phát triển tâm linh cao độ rồi. Và thứ hai nữa, 18 sẽ bằng 9 nhân 2. Vậy thì ở đây nó có một cái điều gì đó nó thôi thúc mình phải khởi cái con người tâm linh mình lên. Bên cạnh đó mình còn có số 10 ở tháng sinh, và trong cái ngày sinh giả đó mình lại có thêm tháng 9, cũng là một cái con số để nhắc nhở mình phải biết quay về bên trong, vì bởi vì mình có một số những dấu chỉ của cái sự phát triển về tâm thức rất là cao. Vậy thì ngày xưa mình đã từng được một cái người họ cứu mình bằng cái sự đánh thức nhận thức, thì bây giờ mình cũng gọi là đưa tay lên giúp người ngặt. Mình không giúp nghèo, mình giúp người ngặt để cho người ta được khai thị, để cho người ta được tỉnh dậy, người ta không có gọi là kẹt vào trong những bài thi về vật chất nữa. Thì các bạn sẽ thấy là nếu mà cô ấy giúp được theo cách đó ha, cô ấy vừa nói là nếu mà tôi giúp cho bạn, bạn phải biết quay về bên trong, bạn cũng biết gọi là sám hối cho những cái gì mình đã trải qua, bây giờ nó trổ ra thành dạng nạn như vậy, rồi mình biết quay về tu tập, mình niệm Phật, mình đọc kinh, mình trì chú đại bi, vân vân. Thì lúc bấy giờ em đang làm rất là đúng cái sứ mệnh của mình. Bình thường đố các bạn nó nằm ở đâu? Đó chính là đỉnh cao thứ ba mang tính chất của con số 11 nằm ở đây. Các bạn sẽ thấy là đỉnh cao mang tính chất 11 là ở những con người rất là vững vàng về mặt tâm thức và có thể giúp thay đổi cuộc sống của những người xung quanh mình bằng những giá trị về tâm linh và tâm thức. Vậy thì rõ ràng vũ trụ đang đưa cho cô ấy đi vào đúng trong cái quỹ đạo của cái đỉnh cao số 11 đang tới ở cái ngày thi chính thức của mình. Và bên cạnh đó thì ở bên cái biểu đồ ngày sinh gọi là trên giấy tờ,
Cô ấy có một con số 3. Con số 3 này biểu thị cái sự học. Và học ở đây không nhất thiết là phải học về chữ hay là kiến thức, mà nó là một học một cái gì đó để mình thấu hiểu bản thân của mình và của mọi người, hoặc là một cái giá trị nào đó có thể lật đẩy được cuộc sống của mình. Vậy thì kết hợp hai đỉnh cao thứ ba ở cả hai ngày sinh mà cô ấy sẽ chạm tới vào năm 2028, tức là sắp sửa tới trong vòng vài năm tới, thì cô ấy sẽ thấy rằng, một là cô ấy sẽ học, phải không? Học là học gì? Hoàn toàn có thể học để hiểu biết thêm về mình và mọi người qua nhân số học nè, rồi học thêm về những giá trị kinh điển mà Phật Pháp đã dạy để cho con người có thể đưa vào trong ứng dụng để hiểu biết và vận hành cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn nè, ha. Hoặc là cô ấy hoàn toàn có thể học thêm những cái giá trị cao đẹp mà của đạo Công giáo vốn là đạo gốc của cô ấy nữa, vân vân. Vậy thì khi cô ấy làm được như vậy, chưa kể nữa là cô ấy nếu mà có trong tay được giá trị và sự hỗ trợ của cả hai tôn giáo, thì cái lượng người tìm đến cổ sau này, cổ sẽ có thể giúp được người ở nhiều tôn giáo khác nhau. Người đạo Chúa thì cô sẽ dạy quay về đi tu tập đi theo kiểu của đạo Công giáo. Người của đạo Phật thì cô sẽ có thể giúp được, bởi vì ngày xưa cũng chính là một cái cột mốc của cái việc trì chú Đại Bi đã giúp cho cô ấy quay lại với cuộc sống gọi là tốt đẹp và đầy yêu thương như bây giờ. Cô ấy nghe và cô ấy rất là mừng luôn cả nhà. Cô Nương thấy là khi mà mình có thể hiểu được về tính chất của các đỉnh cao của mình, và đồng thời mình biết quan sát, mình lấy ra những cái giá trị, thì các bạn sẽ thấy là lúc bấy giờ cái con số chủ đạo nó nằm ở cả hai cái ngày sinh của ấy, nó tỏa sáng như là một cái trạm năng lượng dồi dào của đầy tình thương và sự hiểu biết. Mà ở đó bản thân mình thì phải sạc năng lượng không ngừng. Tại sao? Giá trị của con số 6 là một cái bình đầy pin và đầy tính sáng tạo, nhưng có một cái giá trị đi kèm là rất là dễ bị rò rỉ năng lượng. Mà khi bản thân mình mà không có thực hành những cái phương pháp gia tăng năng lượng cao và ổn định đều đặn mỗi ngày, thì mình sẽ tuột năng lượng. Và mình tuột năng lượng thì đã, mình không giúp được người khác thì đã chớ, mình cũng tự hủy hoại luôn những giá trị tốt đẹp mà mình đang có luôn. Vì vậy, cái nhiệm vụ của người bạn gái có cái biểu đồ này, đó chính là phải tăng cường và chăm chỉ thực hành tất cả các phương pháp gọi là gia tăng năng lượng cao và ổn định mỗi ngày, như là các bạn phải tập yoga hoặc khí công, rồi vận động nè, cho máu huyết nó thông suốt nè, rồi mình phải có những cái bài thở sinh khí nè, để làm cho cái con người của mình nó đầy đặn những cái giá trị tốt đẹp nè. Rồi sau đó mình sẽ sống rất là yêu đời, mình sẽ năng sống với lòng biết ơn và yêu thương, rồi thực hành những cái bài tập về biết ơn và yêu thương mỗi ngày. Rồi đối với bất kỳ một cái bất ý gì đến mình, thì mình sẽ tìm ra được những cái giá trị tích cực để mà mình chấp nhận, mình tha thứ cho những gì bất ý đang xảy ra, đồng thời phải biết chuyển những bất ý đó thành tình thương. Thì chắc chắn rằng rồi dần dần bạn sẽ tập để mà gọi là mở rộng dung lượng trái tim của mình. Những cái việc làm cho bạn từng đau khổ hay là tức giận trước đây sẽ không làm khó bạn được nữa. Và lúc bấy giờ thì bạn đang bước vào trong cái đỉnh cao thứ ba mang tính chất của con số 11, và đỉnh cao thứ tư mang tính chất con số 10. 18 năm mở ra trước mắt bạn với một hành trình đầy ý nghĩa như vậy. Còn kết hợp với lại bên cái biểu đồ ngày sinh trên giấy tờ, thì bạn thấy không, vừa học hỏi những cái phương pháp để mà hiểu biết về bản thân, hoặc là những giá trị sâu màu của cái phần là nâng cao tần số rung động, hoặc là có thể mở mang phần tâm thức, thì đến cái đỉnh cao tương ứng bên này là số 10 để giúp đời, thì bên này bạn cũng là số 9 là phụng sự cuộc sống. Và đặc biệt là năm nay khi cái tập này lên sóng là chúng ta đang ở những trong cái tháng cuối cùng của năm cũ. Điều đó có nghĩa là trong đây thì tụi mình ghi là bạn đang ở năm cá nhân số 5. Nhưng năm cá nhân thứ 5 kết thúc đã là vào ngày 31 tháng 8. Vậy thì khi mà chúng ta đang ở những tháng cuối năm này, có nghĩa là bạn ấy đã đang bước một chân đi qua năm cá nhân số 6 rồi. Và năm cá nhân số 6 là một trong những cái đỉnh cao nhỏ nằm ở giữa hai cái đỉnh cao lớn. Và trong cái năm này thì năng lượng của mình khá là tích cực,
khá là dồi dào, và nếu mình biết tận dụng cái năng lượng của cái năm số 6 này, mình sẽ làm được rất là nhiều điều đẹp đẽ của cuộc sống. Các bạn thấy không? Khi mà chúng ta hiểu biết đầy đủ về các cái chi tiết nằm trong nhân số học và chúng ta vận dụng nó một cách thông minh, thì chẳng những cuộc sống của chính chúng ta nở hoa mà chúng ta có thể giúp đỡ cho những người xung quanh cực kỳ hiệu quả luôn. Quỳnh Hương gửi niềm lành cho tất cả các bạn nào chưa có được một cái cơ duyên hiểu biết sâu hơn về nhân số học cũng sẽ tự tìm cho mình những cái phương cách để cho mình có thể học hỏi cũng như là vận dụng được hiểu biết này tốt hơn. Và các bạn đừng quên rằng các khóa về quản trị cuộc sống với nhân số học của nhà máy Quy luôn mở cửa để chờ đón các bạn, để đưa các bạn đến với hành trang hiểu mình, hiểu người tốt hơn và qua đó làm cho cuộc sống của mình nó nở hoa rực rỡ hơn, và cùng như vậy là cuộc sống của gia đình, của bạn bè, người thân và của cộng đồng. Gửi niềm lành cho tất cả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các số phát sóng tiếp theo.